chuyển sang một số thông tin khác thưa quý vị nhằm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức cá nhân làm việc trong môi trường bức xạ có đủ điều kiện đăng ký hoạt động theo đúng quy định sở khoa học và công nghệ tỉnh long an phối hợp trung tâm ứng dụng kỹ thuật thông tin khoa học và công nghệ công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ tiên tiến vừa tổ chức khóa đào tạo về an toàn bức xạ trong chuẩn đoán y tế và công nghiệp Lớp học diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9, dành cho nhân viên vận hành thiết bị bức xạ x-quang trong chuẩn đoán y tế, nhân viên bức xạ trong sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 74 cơ sở sử dụng thiết bị x-quang chuẩn đoán y tế với tổng cộng 143 thiết bị, 23 cơ sở có sử dụng nguồn phóng xạ với 75 nguồn, 14 cơ sở với tổng số 19 thiết bị máy tia x trong chiếu xạ công nghiệp, số nhân sự vận hành quản lý về bức xạ khoảng 250 người. Bên cạnh những hiệu quả to lớn mà ứng dụng bức xạ và hạt nhân mang lại cho đời sống thì ứng dụng bức xạ cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn điển hình như chiếu xạ liều cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn gây ra sự tổn thương nghiêm trọng về sức khỏe con người vì vậy việc quản lý và yêu cầu các cơ sở đó có sử dụng thiết bị bức xạ các nguồn phóng xạ được cung cấp đầy đủ kiến thức thực hiện các quy định pháp luật về an toàn bức xạ và kiểm soát bức xạ là hết sức quan trọng